Xin chào tất cả các bạn. Đi du học là một cơ hội kỳ diệu và nên có trong cuộc đời. Và học tập ở nước ngoài là một trải nghiệm đáng quý để có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Và dưới đây là một số lý do mà công ty du học Tân Đại Dương xin đưa ra cho các bạn. Đó là những điều mà sẽ thôi thúc các bạn lựa chọn đi du học. Đầu tiên đó là bạn có thể tìm hiểu được một nền văn hóa mới. Thì được tìm hiểu và tận mắt trải nghiệm được một nền văn hóa mới là một trong những lý do tuyệt vời để học tập ở nước ngoài. Có quá nhiều thứ để học tập và nghiên cứu ở một nền văn hóa mới như là âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ hay là ẩm thực. Điều thứ hai Tân Đại Dương muốn chia sẻ đó là các bạn có thể được học ngoại ngữ. Biết và thành thạo ngoại ngữ nữa thì đó cũng là một lợi ích khi mà các bạn tham gia học tập ở nước ngoài. Không những thế thì khi đi du học thì các bạn cũng sẽ bắt kịp được với cách phát âm, tư duy ngôn ngữ nhanh hơn vì bạn sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với người dân bản địa. Điều thứ ba đó là các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ bạn mới. Du học sẽ trao cho các bạn được cơ hội được đi ra nước ngoài và sẽ gặp gỡ những bạn mới. Trải qua những thời gian thì bạn sẽ gặp được một số người bạn thật là tuyệt vời và có những tình bạn đẹp. Những người bạn đó cũng sẽ giúp cho các bạn bớt cô đơn hơn và vui hơn ở một nơi mà tất cả đều là người xa lạ. Điều thứ tư mà Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn đó là các bạn có thể phát triển được kỹ năng bên ngoài lớp học. Thì bạn sẽ không bao giờ học được những cách tương tác đối với những người bạn mới quen mà khi mà các bạn chỉ ngồi trong lớp học và chỉ đọc giáo trình. Các dự án hay là chiến dịch hoạt động nhóm của các trường đại học quốc tế sẽ cho bạn những câu trả lời về vấn đề giao tiếp, cách vượt qua các tình huống khó khăn và nắm bắt được cơ hội hay là giải quyết các vấn đề khi làm việc nhóm. Và bài học lớn nhất mà bạn nhận được đó là bạn có thể làm thế nào để mà thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Tiếp theo đó là cơ hội để các bạn có thể tìm hiểu thêm chính bản thân của mình. Học tập ở nước ngoài cũng sẽ cung cấp cho các bạn một cơ hội để tìm hiểu thêm về bản thân, cũng như cung cấp cho bạn một cơ hội để cải tạo lại chính mình. Bạn sẽ được hỗ trợ bởi bạn bè, gia đình và các giáo sư. Bạn cũng sẽ học cách trở nên mạnh mẽ và thích nghi như là một người trưởng thành. Và ngoài ra thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ đó là khi đi du học thì các bạn cũng sẽ có cơ hội được tuyển dụng cao hơn. Đối với kinh nghiệm học tập ở nước ngoài có thể chứng minh được là chứng minh bạn với nhà tuyển dụng tương lai rằng bạn sẽ là một người độc lập, năng động và sẵn sàng chấp nhận tất cả các thách thức để có và cũng như có được khả năng phản ứng và đối phó với nhiều vấn đề. Vì vậy thì sau khi đi du học thì cơ hội tuyển dụng với mức lương cao rất rộng mở đối với các bạn. Và điều cuối cùng mà Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn đó là bạn có thể nâng tầm được kiến thức của mình. Học tập ở nước ngoài sẽ giúp bạn bổ sung được kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Vì học tập ở những quốc gia có nền giáo dục phát triển thì bạn sẽ có thể học tập và thực hành một cách hiệu quả hơn trên những ứng dụng phát triển giáo dục hiện đại và từ đó bạn sẽ có nền tảng tốt hơn cho công việc sau này. Và công ty du học Tân Đại Dương thì hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường uy tín ở các nước. Thì mọi thông tin chi tiết về chương trình học cũng như là học bổng của các trường, bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam qua số điện thoại là 0838484879 hoặc là 3838 2080, hoặc cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdv.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.